Hòa Bình công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các khu dân cư. Quảng Nam phát hiện vết nứt dài hơn 120m, hàng chục hộ dân sơ tán khẩn cấp. Tàu cá bị tóng nước ngoài đâm chìm, 14 người rơi xuống biển. Kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật mới nhất của chúng tôi. Sau đây là phần tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai gây sạt lở đất đá tại khu vực xóm Rằng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc và xóm Rài, xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn. Cụ thể, do ảnh hưởng của mưa lớn đã gây ra vết nứt và tiếng nổ lớn phát ra từ đồi ao ếch phía sau xóm Rằng, xã Cao Sơn, nguy cơ rất cao sạt trượt xuống khu vực cụm dân cư. Tại vị trí lớn nhất có độ cao khoảng 200m, xuất hiện cung trượt dài khoảng 500m với khối lượng đất đá sạt trượt rất lớn. Chính quyền địa phương đã sơ tán 30 hộ với 126 nhân khẩu đến nơi an toàn. Tại xóm Rài, xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, sau hoàn lưu cơn bão số 3 với nhiều đợt mưa lớn kéo dài, đã xuất hiện nhiều vết nứt sụt lún, có nhiều vết nứt sụt lún dài từ 1 đến 3 m, sâu từ 2 đến 3 m và dài khoảng trên 800 m. Ngoài ra còn nhiều vết nứt nhỏ, phạm vi ảnh hưởng khoảng 7 ha. Sụt lún đã làm ảnh hưởng đến 111 hộ với 539 nhân khẩu, trong đó phạm vi khu vực ảnh hưởng nghiêm trọng đã phải di chuyển khẩn cấp 60 hộ với 278 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhiều hộ đã nứt nhà, sụt lún móng nhà, hư hỏng nhà và nguy cơ cao sạt lở bất cứ lúc nào. Ước tính lượng đất đá nếu sạt xuống vào khoảng 7 đến 8 triệu mét khối đất đá. Đến thời điểm hiện tại, các điểm nứt, sụt lún vẫn đang tiếp tục phát triển rộng thêm và có nguy cơ sạt trượt trên diện rộng, đặc biệt khi có mưa, đất đá bão hòa Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện Lạc Sơn và Đà Bắc tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở ổn định chỗ ở tại nơi di rời, hỗ trợ người dân đảm bảo các điều kiện sinh hoạt thiết yếu. Các lực lượng thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến sạt lở, căng dây cắm biển cảnh báo, kiên quyết không cho người dân quay về nơi ở cũ khi chưa đảm bảo an toàn. Ngày 20 tháng 9, Trung tá Lương Tất Hải, đồn trưởng đồn biên phòng Đắc Brinh, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với chính quyền xã Đắc Brê tổ chức sơ tán khẩn cấp 11 hộ trên 41 nhân khẩu của thôn 56B, xã Đắc Brê đến nơi an toàn. Theo đó, ngày 19 tháng 9. Người dân phát hiện các vết nứt sâu 1,3 m đến 5 m với chiều dài hơn 120 m trên ngọn đồi phía sau khu dân cư. Một số điểm có dấu hiệu bị sạt lún sâu. Toàn bộ vị trí này theo đánh giá sơ bộ đã bị ngấm nước và có nguy cơ sạt trượt bất cứ lúc nào. Sau khi tiếp nhận thông tin chính quyền xã Đắc Bre phối hợp với đồn biên phòng Đắc Bring huy động lực lượng nhanh chóng sơ tán, đưa toàn bộ người dân có nhà đang bị sạt lở uy hiếp đến nơi an toàn. Ngay trong đêm ngày 19 tháng 9, các lực lượng đã hoàn tất việc sơ tán người, di chuyển tài sản khỏi khu vực nguy hiểm. Đồn biên phòng Đắc Bring cắt cử một tổ công tác làm nhiệm vụ thường trực tại khu vực, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng tại chỗ, kịp thời xử lý khi có tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Hiện tại, trên địa bàn huyện Nam Giang đã ngớt mưa, các lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết cũng như điểm xuất hiện vết nứt để có phương án ứng phó, xử lý tình huống. Ngày 20 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có công văn đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn thuyền viên tàu cá BV99778TS bị tàu hàng nước ngoài đâm chìm trên vùng biển Côn Đảo. Thông tin ban đầu khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9, đồn biên phòng Côn Đảo tiếp nhận tin báo về việc tàu cá BV99778TS do ông Phạm Văn Tốt, ngụ tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng, trong lúc đang hành nghề đánh bắt trên vùng biển cách Côn Đảo khoảng 20 hải lý về hướng đông nam thì bị tàu hàng nước ngoài đâm chìm. Lúc này trên tàu cá có 14 ngư dân. Khi bị đâm va, tàu bị chìm, toàn bộ ngư dân rơi xuống biển. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày hai tàu cá của ngư dân đang đánh bắt gần khu vực này đã cứu vớt thành công 12 ngư dân đưa về bờ an toàn, trong đó một người bị đứt lìa 1 phần 3 trên cẳng chân trái được đưa vào Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo cấp cứu. Sức khỏe đã ổn định, hiện vẫn còn hai ngư dân mất tích, chưa tìm thấy. Hiện các lực lượng chức năng cùng hai tàu cá ngư dân và một tàu hàng khác tìm kiếm gần khu vực bị nạn. Tàu cá bị chìm có chứa khoảng 20.000 lít dầu DO, có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn trên biển theo dõi, xử lý vụ việc, phối hợp với các cơ quan chức năng thông báo, huy động tàu cá địa phương, các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tăng cường quan sát, phát hiện hỗ trợ tìm kiếm người mất tích, phối hợp với Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét khả năng xảy ra sự cố tràn dầu. Có phương án xử lý bơm hút dầu tránh tràn ra môi trường biển. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Đài Thông tin duyên hải Vũng Tàu phát thông tin tìm kiếm cứu nạn khẩn. Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu chủ động có phương án hỗ trợ phối hợp tìm kiếm người mất tích, theo dõi vụ việc, phối hợp với các bên có liên quan để tổ chức điều tra tai nạn hàng hải theo quy định của pháp luật. Chiều 20 tháng 9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có văn bản gửi các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về việc triển khai ứng phó với vùng áp thấp và mưa lớn trong những ngày tới. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 21 đến 22 tháng 9, rãnh áp thấp có khả năng hình thành vùng áp thấp ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ. Từ ngày 22 đến 23 tháng 9, một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ Khả năng xuất hiện mưa to diện rộng ở phía Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9. Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết nguy hiểm và mưa lớn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết nguy hiểm trên biển và thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền bao gồm cả tàu du lịch đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Trên đất liền, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương triển khai lực lượng xung kích, kiểm tra, ra soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để khơi thông dòng chảy, chủ động di rời, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, sẵn sàng phương án tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Sẵn sàng phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn đê điều theo cấp báo động, kiểm tra ra soát, triển khai công tác đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản, Đồng thời tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai đến các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. Cơn bão số 3, siêu bão Iagi là một trong những siêu bão lớn nhất, mạnh nhất trong vòng 30 năm gần đây. Khi tiến vào đất liền, siêu bão Iagi mang theo sức gió giật cấp 13, cấp 14, có nơi giật cấp 17 và những trận mưa lớn kéo dài gây ra lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất trên diện rộng các tỉnh miền bắc đặc biệt là quảng ninh hải phòng lào cai yên bái phú thọ chịu tổn thất nặng nề về con người và tài sản hàng nghìn ngôi nhà bị sập hàng nghìn gốc cây bị bật gốc đường xá giao thông bị chia cắt cơ sở hạ tầng hoa màu bị tàn phá nghiêm trọng có nơi đã biến thành một vùng nước trắng xóa chỉ sau một đêm mọi hoạt động sản xuất và đời sống bị đình trệ hoàn toàn trong đó đêm mùng 9 tháng 9 bước sang ngày mùng 10 tháng 9 năm 2024 đã trở thành một đêm kinh hoàng đối với nhiều người dân thành phố Yên Bái. Đến giờ mỗi khi nhớ lại ký ức kinh hoàng đó, bác sĩ Bùi Thị Bích Hợi, Trạm trưởng Trạm y tế phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vẫn không khỏi choáng váng bàng hoàng chia sẻ. Ca trực tối mùng 9 tháng 9 năm 2024, trạm chúng tôi có tổng số 4 người. Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày có một bệnh nhân nữ 76 tuổi ở tổ 12 vào trạm trong tình trạng tăng huyết áp. Sau khi thăm khám và xử lý, khoảng 15 phút sau thì huyết áp bệnh nhân ổn định. Chúng tôi đã cho bệnh nhân nằm nghỉ ngơi và động viên bà ở lại trạm để tiếp tục theo dõi. Khoảng 20 giờ, tôi nghe có tiếng gọi và hô hoán của người dân, nước suối đang cao ngập đến mặt cầu rồi. Sau đó chúng tôi đã được một số bà con nhân dân hỗ trợ cùng kê đồ đạc, máy móc, thiết bị điện tử lên cao. Nhưng đến tầm 21 giờ, thấy nước tràn về rất nhanh tôi lập tức gọi điện đề nghị ứng cứu. Chỉ tầm 15 phút sau, đội cứu hộ của phường đã tới và khẩn trương chuyển bệnh nhân về nhà an toàn. Kiếp trực chúng tôi đã khóa hết cửa các phòng, sơ tán sang tầng 2 của nhà dân. Nhìn qua cửa sổ, toàn bộ mênh mông như một dòng sông, chỉ mờ mờ thấy mái nhà của trạm trong biển nước. Chúng tôi chỉ biết khóc trong bất lực xót xa. Bác sĩ Hợi kể lại mà giọng vẫn còn run run. Cấp cứu bệnh nhân nguy kịch trong điều kiện giao thông, thời tiết bình thường đã cần phải chạy đua với thời gian từng phút từng giây, và giữa mưa bão, nước ngập, đêm tối, đường sạt lở đất thì khó khăn càng nhân lên gấp bội. Câu chuyện về các ca cấp cứu giành giật lại sự sống cho bệnh nhân trong điều kiện hoàn cảnh hết sức khắc nghiệt, nguy hiểm của đội ngũ nhân viên y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái những ngày đỉnh điểm của cơn bão số 3 vừa qua là một ví dụ điển hình về sự tận tâm, nỗ lực, quyết đoán, kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng của đội ngũ nhân viên y tế. Trong khi đó, tiến sĩ bác sĩ Trần Lan Anh, giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh cho biết, những ngày lũ đỉnh, chúng tôi vẫn chia nhau đi thuyền, leo bộ qua đồi vào bệnh viện để làm việc. Trong đó tất cả anh chị em gia đình bị ảnh hưởng vẫn đi làm, đi trực, gác lại việc nhà với tinh thần tất cả vì người bệnh. Nhiều đêm bệnh viện thức trắng là chuyện bình thường, thậm chí giữa đêm bão lớn, các bác sĩ còn phải hướng dẫn đường đi qua điện thoại và lo cho cả ca cấp cứu trên đường đến viện. Trong những ngày đỉnh điểm của đợt mưa lũ vừa qua, nhiều đơn vị y tế đã tiếp nhận và bố trí chỗ tạm trú, tránh sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân. Bệnh viện Đa khoa tỉnh không chỉ đảm bảo an toàn cho người bệnh mà còn bố trí nơi ở cho các gia đình chạy lũ, đồng thời cùng các nhà hảo tâm lo chu đáo cơm nước cho họ. Ngày 20 tháng 9, thông tin từ bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhân Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1995 là nạn nhân trong trận lũ quét, sạt lở đất ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã tử vong do thương tích quá nặng. Trước đó, sau trận lũ quét, anh Kiên được tìm thấy và được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nặng. Sau đó, bệnh nhân Kiên đã được chuyển từ Lào Cai lên điều trị tại khoa hồi sức tích cực 2, bệnh viện Việt Đức. Trong thời gian điều trị ở bệnh viện Việt Đức, anh Kiên phải thở máy, lọc máu và hồi sức tích cực. Dù đã được các y bác sĩ chăm sóc tận tình, nhưng do vết thương quá nặng, nam thanh niên này đã không qua khỏi. Đau xót hơn, bảy thành viên khác trong gia đình của anh Kiên cũng bị trận lũ quét khủng khiếp lấy đi sinh mạng. Tính đến chiều tối cùng ngày, sau trận lũ quét sạt lở đất ở thôn làng Nù đã có 54 người thiệt mạng, tăng 1 người so với ngày 18 tháng 9. 13 người bị mất tích, 14 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Số người an toàn được xác định là 87 người. Làng Nủ là nơi vừa trải qua trận lũ quét kinh hoàng, gần như xóa sổ cả thôn gồm 760 nhân khẩu vào sáng mùng 10 tháng 9. Đất đá từ dãy núi voi đổ sập xuống đã vùi lấp 40 nóc nhà, khiến nhiều người thương vong và mất tích. Khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Cảnh báo đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng trên nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 10 đến 25 cm. Một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu 25 đến 40 cm như Thụy Khuê, Phúc Xá, Quận Tây Hồ, Thành Công, Huỳnh Thúc Kháng, La Thành, Liễu Giai, Điện Biên Phủ, Núi Trúc, Ngọc Khánh, Nguyễn Trường Tộ, Quận Ba Đình, Phùng Hưng, Liên Trì, Nguyễn Gia Thiều, Ngã Tư Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Phố Đinh Liệt, Phố Nguyễn Siêu, Ngõ Gạch, Tông Đản, ngã tư quang trung trần quốc toàn thợ nhuộm ba triệu điện biên phủ quán thánh ngã ba đường thành hàng nón quận hoàn kiếm huỳnh thúc kháng thái hà chùa bộc phạm ngọc thạch tôn đức thắng khâm thiên lê duẩn văn miếu quốc tử giám kim liên quận đống đa lê trọng tấn hoàng văn thái nguyễn ngọc nại vương thừa vũ bùi sương trạch nguyễn văn Trỗi nguyễn tuân lương thế vinh nguyễn xiển quan nhân vũ trọng phụng nguyễn trãi nguyễn huy tưởng phùng khoang đường tố hữu đoạn từ lương thế vinh đến trung văn quận thanh xuân nguyễn khoái lạc trung mạc thị bưởi hàng chuối trần xuân soạn thanh nhàn yác xanh quận hai bà trưng ngã tư dương đình nghệ nam trung yên phía sau tòa nhà kiêng nam hoàng quốc việt gần đại học điện lực phan văn trường phùng trí kiên trần bình phố hoa bằng quận cầu giấy thịnh liệt đường đền lừ đường hoàng mai phố vĩnh hưng trương định lĩnh nam định công quận hoàng mai phố Đỗ Đức Dục, phố Phùng Khoang, hầm chui dân sinh qua đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, phố Triều Khúc, đường Quyết Thắng, Phùng Hưng, Tô Hiệu, Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt cấp 1. Các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố ngập sẽ bị ảnh hưởng, khó khăn khi di chuyển có thể gây tắc nghẽn giao thông cục bộ. Mới đây, một tài khoản Facebook có tên Phạm Tuấn Anh viết Cảnh báo các đoàn từ thiện lên Yên Bái cứu trợ chú ý. Tôi là Phạm Tuấn Anh, trưởng nhóm từ thiện cộng đồng thiện nguyện triệu trái tim, đã nhiều ngày qua cùng 60 tình nguyện viên hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa và các cơ quan, tặng quà các gia đình gặp khó khăn, các gia đình khuyết tật, có công với cách mạng tại vùng ngập lũ tỉnh Yên Bái, nhưng nhóm bị các đối tượng lạ dùng ô tô, xe máy chặn đầu và đuôi xe. Theo anh Phạm Tuấn Anh, khoảng 9 giờ sáng ngày 20 tháng 9, tại khu vực gần cầu Văn Phú, thành phố Yên Bái, anh Tuấn Anh đi khảo sát thực tế các gia đình gặp khó khăn và cần giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa để hơn 40 tình nguyện viên đến hỗ trợ. Quá trình khảo sát, anh Tuấn Anh bất ngờ bị các đối tượng lạ dùng xe ô tô chặn đầu xe, xe máy chặn đuôi xe và ngăn cản việc làm của nhóm. Các đối tượng xuống đi quanh xe của trường nhóm có hành vi ngăn cản nhóm hoạt động, lo sợ bị cướp, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản nên nhóm đã gọi công an 113 và công an xã giới phiên tới làm việc. Liên quan vụ việc nêu trên, Thượng tá Nguyễn Tiến Đỗ, trưởng công an thành phố Yên Bái cho hay, đơn vị đang cho xác minh, kiểm tra các đối tượng nêu trên. Lúc 15 giờ 30 phút ngày 20 tháng 9, khoảng 100 cảnh sát thuộc các lực lượng công an tỉnh Bình Thuận do Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, phó giám đốc công an tỉnh trực tiếp chỉ huy đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Trần Văn Thuận, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Long Thái Việt. Trần Văn Thuận, 55 tuổi, tức Tú Ác, được xem là trùm khai thác khoáng sản ở Bình Thuận khoảng hơn 20 năm qua. Người này bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận khởi tố tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên theo điều 227 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Quá trình bị triệu tập điều tra, biết sắp bị bắt, khuya 18 tháng 9, Thuận chuẩn bị đồ đạc lên xe Lexus của mình chạy về hướng Bà Rịa Vũng Tàu. Dự đoán trước tình huống này, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận trước đó đã chia ra 4 tổ công tác, trong đó một tổ bí mật theo sát Trần Văn Thuận, một tổ túc trực tại thành phố Vũng Tàu, một tổ đón lõng ở thành phố Thủ Đức và tổ còn lại mật phục ở sân bay Tân Sơn Nhất tại Vũng Tàu để cắt đuôi lực lượng truy bắt. Sáng 19 tháng 9, Thuận gửi xe Lexus lại và đi cùng với một người khác lên xe 4 chỗ do Thuận cầm lái điều khiển hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau đó chiếc xe này bất ngờ thay đổi lộ trình đi về hướng tỉnh Đồng Nai. Trong suốt ngày 19 tháng 9, thuận liên tục di chuyển qua nhiều ngõ ngách tại thành phố Biên Hòa và thay đổi phương tiện. Đến sáng 20 tháng 9, thuận điều khiển xe về hướng thành phố Hồ Chí Minh và đã đặt vé máy bay để bay đi Hà Nội trên chuyến bay vào chiều 20 tháng 9. Đến 11 giờ ngày 20 tháng 9, khi gã giám đốc vừa dừng xe tại một ngôi nhà ở thành phố Thủ Đức, liền bị các tổ cảnh sát tiếp cận bắt giữ khẩn cấp. Kết thúc 30 giờ truy đuổi qua nhiều tỉnh thành phố, ngay sau khi bắt giữ cơ quan cảnh sát điều tra đã áp giải Thuận đưa về huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận thực hiện các biện pháp tố tụng tiếp theo. Theo hồ sơ, công ty trách nhiệm hữu hạn Long Thái Việt do Trần Văn Thuận làm giám đốc đã có tác động khai thác tại phần diện tích chưa được ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê, khai thác vượt quá ranh giới khu vực cấp phép, khai thác lớp vật liệu san lấp vượt quá phạm vi ranh giới khu vực được phép khai thác theo chiều sâu 1 m đến dưới 20 m. Đặc biệt, khai thác khoáng sản với khối lượng 48.868 m khối, nhưng công ty này chỉ khai báo khối lượng 22.828 mét khối. Ngoài việc vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên, công ty này còn có dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với sản lượng đã khai thác thực tế. Trong quá trình hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản, công ty trách nhiệm hữu hạn Long Thái Việt còn có hành vi vi phạm về mua bán, vận chuyển, tăng trữ, tiêu thụ 24.828 mét khối, cát bồi nền không có nguồn gốc hợp pháp, thu lợi nhuận được hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong hoạt động khai thác khoáng sản hàng chục năm qua của ông Trùm này. Vụ án hiện đang được điều tra mở rộng.